vợ chồng Tăng Thanh Hà check-in, cây hôn nhân hạnh phúc. Tăng Thanh Hà và ông xã Louis Nguyễn ghé thăm cặp cây long não tượng trưng cho tình yêu đôi lứa, hạnh phúc vợ chồng ở đền Meiji. Vài ngày trước, vợ chồng Tăng Thanh Hà vừa đồng hành trong chuyến công tác ngắn ngày, kết hợp nghỉ dưỡng ở thủ đô Tokyo, Nhật Bản. Khi hoàn thành lịch trình làm việc, cựu diễn viên và ông xã tranh thủ khám phá ẩm thực và check-in một số địa điểm nổi tiếng. Vợ chồng cô tới thăm đền Meiji Jingu, một đền thờ Shinto nằm ở Shibuya, Tokyo, để tưởng nhớ hoàng đế Meiji và vợ ông, hoàng hậu Sen. Đền Meiji Jingu được xây dựng vào năm 1920 nhằm ghi danh công lao của hai người trong việc đưa Nhật Bản trở thành một quốc gia hiện đại và hùng mạnh. Đây cũng là địa điểm tham quan rất nổi tiếng ở thủ đô Tokyo, thường xuyên trong tình trạng đông đúc khách du lịch. Không chỉ có các công trình kiến trúc cổ kính, đền còn có không gian xanh mướt, nhiều cây cối. Đặc biệt, vợ chồng cô check-in phía dưới cặp cây long não nổi tiếng, mang tên Metoku, có nghĩa là cây vợ chồng hạnh phúc. Hai cây long não khổng lồ nằm phía bên trái của đền chính, đối diện với hội trường thờ. Hai cây này được kết nối với nhau bằng một sợi dây linh thiêng gọi là Shimena, được làm từ rơm lúa. Cặp cây này tượng trưng cho hoàng đế Meiji và phu nhân của ngài, tấm gương về một tình yêu son sắt. Hai cây long não này mọc gần nhau, cành lá đan xen, tạo sự liên tưởng như một cặp vợ chồng đang ôm ấp, thể hiện tình yêu sâu đậm. Người Nhật tin rằng, cặp cây này mang năng lượng tích cực, giúp cầu nguyện cho tình yêu đôi lứa bền chặt, hôn nhân hạnh phúc. Cặp cây này trở thành một trong những địa điểm linh thiêng nhất của đền Meiji Jingu. Nhiều cặp đôi đến đây để cầu nguyện, chụp ảnh kỷ niệm, mong muốn có một cuộc sống hôn nhân viên mãn. Cặp cây cũng xuất hiện trong nhiều tác phẩm nghệ thuật, văn học Nhật Bản. Tuy nhiên, địa điểm này rất linh thiêng nên khách du lịch không được tự ý chạm vào cây. Giống mọi lần đi Nhật du lịch, vợ chồng Tăng Thanh Hà đều có thói quen ăn furutu từ các món chính tới phụ ở xứ sở phù ta. Cô viết, có 3 loại người khi đi du lịch, những người ăn uống thỏa thích ở mọi điểm đến, những người mua sắm đến phát ngán và những người làm cả hai việc một chút. Bạn thuộc loại nào? Cô ghé nhà hàng Tsukiji Utado Unitora Nakadori ở khu Jinja, địa chỉ từng ghé qua trong chuyến đi hồi tháng 4. Hai vợ chồng gọi riêng từng phần sashimi để thưởng thức cùng trong biển. Sau đó, mỗi người gọi một phần chirashi yuk, kiểu sushi truyền thống của Nhật, gồm cơm trắng phía dưới. Phía trên là sashimi các loại cá tươi, nhum, cầu gai, trứng cá hồi và rong biển, thêm chút mù tạt, gừng ngâm chua ngọt. Địa điểm tiếp theo hai người check-in là nhà hàng Fuji Ramen and Tsuken nằm trong một căn nhà cổ ở khu Shinjuku nên rất thu hút khách du lịch. Nhà hàng mở cửa từ năm 2007 và luôn nằm trong top các nhà hàng ramen nổi tiếng nhất ở thủ đô Nhật Bản. Là fan của matcha, Hà Tăng không bỏ lỡ cơ hội thưởng thức một ly trà xanh đậm đà và nguyên chất ở quê hương của loại đồ uống này. Cô lựa chọn thương hiệu The Matcha Tokyo nổi tiếng, có nhiều chi nhánh. Tiệm bánh ngọt Echi Maison Yuberu ở khu Jinja là địa điểm dừng chân tiếp theo của vợ chồng nàng ngọc nữ. Tiệm bánh rất nổi tiếng, được khai trương từ năm 2009. Đây là cửa hàng đầu tiên trên thế giới chuyên về bơ Echi với các loại bánh tươi cùng mùi hương ngào ngạt tỏa ra ngay từ cửa vào. Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn đi dạo trên những con phố đặc trưng ở khu Shinjuku, Shibuya. Khu Shibuya về đêm, nơi có nhịp sống sôi động, văn hóa trẻ trung và là nơi tập trung của nhiều thương hiệu thời trang, quán ăn, quán bar, địa điểm vui chơi giải trí. Khu vực này đặc biệt thu hút giới trẻ Nhật Bản và du khách quốc tế. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.